tục chương trình ngày hôm nay, quý vị sẽ tiếp tục thưởng thức những cái phần trình diễn của các em thuộc trường Song ngữ Mỹ Việt trường The Mill, với bài hát kế tiếp và bài múa kế tiếp được mang tên Trống Cơm. Xin vị cho một tràng pháo tay cho các em trường The Mill. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật là lớn dành cho các bé đến từ trường The Mill qua phần trình bày Một Vòng Việt Nam. Của những son sông của em ai trở về hướng nào.
tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị đến với tiếp tục đến với các em tại trường học The Mill với bài hát được mang tên Sài Gòn.